Yo, hello, what's up anh em? Và trong video này thì chúng ta sẽ tìm hiểu thêm một cái thư viện nữa cho Tailwind CSS. Và cái Tailwind CSS này đấy chính là về cái chuyển động. Bình thường thì anh em viết chuyển động cái chuyển động animation như thế nào? Thì nói chung là việc viết này là tùy anh em thôi đúng không? Chúng ta có thể được viết keyframe hoặc là sử dụng keyframe hay là sử dụng các cái thư viện như là G-Sharp hoặc là cái gì nhỉ? Framer Motion. Nói chung là viết thì cũng mất thời gian đấy, cũng khá là mất thời gian. Và bây giờ thì mình sẽ giới thiệu cho anh em một cái thư viện để mà anh em có thể tiết kiệm được thời gian hơn. Mà nói chung là mình thấy nó khá là ổn. Sử dụng là chúng ta sử dụng thêm một cái library của thằng Tailwind CSS, đấy chính là Tailwind CSS Motion. Motion. Thì bây giờ thì chúng ta xem cách sử dụng như nào nhé. Việc đơn giản thôi, chúng ta chỉ việc là install vào dev cái Tailwind CSS Motion đây, và chúng ta sẽ thêm vào cái plugin của trong cái phần config của Tailwind CSS nhá. Plugin require Tailwind CSS Motion, đấy là cách cài đặt của thằng này, khá đơn giản đúng không? Bây giờ thì mình sẽ show cho anh em một số những cái animation của nó như nào. Chúng ta có bow này, đấy, lắc lắc này, typewriter này, đấy, typewriter đấy nhá. Không cần phải sử dụng thư viện mà chúng ta sử dụng thêm class của nó thôi. Đây, đây là một số những cái preset của nó, anh em nhìn đi. Đấy, khá là ngon đúng không? Đấy, confetti này, bùng nổ, gọi là gì nhỉ? Gọi là chúc mừng đấy. Sketch này, spin, blink, oscillate này, pulse, compress, seesaw, float. Đấy. Thì anh em thấy đúng là nó đã viết rồi, nó đã viết những cái mà khá là ngon. Nó đã viết sẵn những cái gọi là những cái mà chúng ta có thể sử dụng được ngay. Và bây giờ thì chúng ta sẽ việc chúng ta cần ấy, đấy chính là chỉ việc là ném cái class này vào thôi. Chúng ta chỉ việc ném cái class này vào trong cái thẻ của chúng ta, trong cái thẻ tag của chúng ta là sử dụng được luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ click vào đây, click vào đầu. Sorry anh em ở nhà hiện tại đang khá là ồn. Đang khá là ồn, đợi một chút. Ok, bây giờ nhá. Bây giờ thì để như nào được nhỉ? Bây giờ mình sẽ inspect cái này đi lên. Inspect lên. Inspect và soi vào cái này, soi vào cái thằng này. Và chúng ta có ở đây thì chính là cái class của nó ở đây. Anh em nhìn thấy class của nó đây chưa? Motion preset swing. Đây chúng ta chỉ việc là apply nó vào thôi. Focus này, swing này, bow này, bow đây nhá. Emotion preset này, Upbo sketch đấy. Cái việc của chúng ta ấy, việc của chúng ta là chỉ việc ép cái thêm class của thằng này vào thôi, là chúng ta đã có được những cái motion rồi, những cái motion của nó rồi. Rồi bây giờ mình sẽ custom cái duration này, custom duration thì chúng ta sẽ có thêm cái class nữa, đấy chính là motion duration là 300. Nếu như là mặc định của chúng ta sẽ có cái duration, theo mình đoán không nhầm thì là 200 thì phải. Cái duration mặc định của nó là 200 thì phải. Đấy. Thì khi mà chúng ta muốn custom cái duration thì chúng ta chỉ việc thêm cái class vào thôi. Ok chưa? Rồi. Đấy. Ok. Vậy thì ở đây là chúng ta chỉ việc copy cái class ở đây vào và lém vào trong cái thẻ div của chúng ta. Lém vào trong cái phần phần HTML tag và thôi. Ok. Và ngoài ra là chúng ta cũng có cái motion ở đây để visualize nó thêm này. Được này, play nhá. Và như vậy thì chúng ta đã có được cái motion ở đây, và chúng ta chỉ việc copy class và lém vào thôi.
Ok. Bây giờ mình sẽ thử này. Thử nhưng mà thử này thì cũng thử như này thì cũng chưa chắc được đúng không? Test thử như này không hoạt động được. Ok, không thành vấn đề. Bây giờ mình sẽ vào cái là Tailwind Play. Play Tailwind này. Chúng ta thử thêm một tí nữa. Config này. Config plugin đây. Plugin đây. Mình sẽ thử nha anh em nhé. HTML CSS đây. Tailwind Play. Bây giờ thì mình sẽ thử cho nó vào đây này. Motion là motion shake này chẳng hạn này. Đấy. Wow. Nó đã hoạt động luôn, motion shake này. Đấy. Chẳng hạn như expand đi. Expand đi. Đấy, anh em thấy ảo ma Lobita chưa? Và chúng ta cũng sẽ có là cái delay đấy. Chúng ta có delay nữa cơ. Có delay thời gian đấy. Tuy nhiên ở đây thì mình đang chưa tìm ra. Có thể là nếu như anh em dùng thì anh em hãy tìm hiểu đến nó, chắc chắn nó sẽ có cái delay. Nó chắc chắn là có cái delay time nha anh em nhé. Chúng ta có thể click vào đâu được nhỉ? Là copy cái class này đi. Test này. Đó, chuẩn luôn đúng không? Chuẩn luôn, không phải nghĩ. Bây giờ thì mình sẽ copy một cái ví dụ của nó này. Cái ví dụ của nó đây. Copy ném đây. Mặc dù nó hơi bị nhiều một tí. Mặc dù là nhìn nó hơi nhiều. Tuy nhiên thì chúng ta có thể là sử dụng cái làm ngắn rút gọn đây, tức là chẳng hạn như là motion cut như này nhá. Mình sẽ làm như này nhá. Sau đó mình sẽ viết là apply như này vào. Và chúng ta sẽ add cái class motion cut vào đây. Ok chưa? Đó, thì đó là cách để làm việc ngắn hơn. Rồi bây giờ chúng ta có thể thay đổi ở đây bởi vì là nó visual line mà. Chúng ta có thể autoplay này. Reset này. Ấn nhầm à? Ok. Hãy thử lại này. Thử cho to ra này. Scale như nào đây? Play. Rồi, copy class và ném vào bên này. Ok. Đấy. Ok chưa? Focus in này. Bây giờ copy cái này nhá. Lẽ vào đây tiếp. Đấy. Ok. Tiếp tục. Roll. Roll nhìn đẹp đấy. Lẽ vào đây. Đấy. Thì anh em thấy này. Duration này, chúng ta có cả duration này. Delay đây, chúng ta có delay đây. Chia cho blur này. Chia blur nữa này. Ảo phết nhỉ. Nói chung là những cái cấu hình lưng cao này chúng ta cần phải đọc document của nó nhé. Paste. Duration blur. Wow. Cái này thật mình phải thấy là khá là wow đấy. Phải nói là wow đấy. Và có thể sử dụng được đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ xem cái repository này ở trên GitHub để xem nó có thêm cái cấu hình gì nữa không. Và đây là những cái preset của nó này, những cái preset của nó mà anh em có thể áp dụng được đây. Chúng ta có fade, slide, focus, blur, bounce, ring, wiggle, chắc các thứ loop animation này, preset loop animation đây. Mình lại thử cái này nhá. Bây giờ mình sẽ thử thêm cái loop animation vào đây. Paste vào đây. Loop animation là nó chuyển động liên tục đấy. Nó chuyển động liên tục đúng không? Bây giờ thử thêm cái sketch nữa này.
Socket đi. Đó. Ok. Và đây thì chúng ta có cái customize preset. Customize preset play animation và modify class. Đợi một chút để chúng ta xem từ từ nhá. Để một chút. Customize preset chúng ta có delay time này, duration này. Delay time này là để tức là để ngăn cách cái khoảng thời gian ra, để ngăn cách khoảng thời gian ra. Ví dụ đi, bây giờ mình ví dụ cho anh em xem nhá. Motion card này tạm thời bỏ đi này. Và chúng ta sẽ thêm vào đây. Thêm class vào đây này. Đói. Thì như vậy thì cái delay time này là nó sẽ là hiển thị từng cái một, có nghĩa là cách một khoảng thời gian thì nó mới thay đổi ấy. Đó. Nhìn nó không được mượt nhưng mà anh em có thể tùy biến được. Anh em có thể tùy biến được nhá. Bây giờ để mình thay đổi một tí nữa này. À, fade đâu rồi? Fade. Và chúng ta sẽ thay đổi bằng là slide motion preset slide up đi để test thử này. Ok, khá là mượt đúng không anh em? Cho nó thời gian bằng nhau này. Ok, vậy thì anh em thì thấy được là sử dụng cái này thằng này là nhanh gọn và khá là sướng. Chúng ta có duration nữa này, increase the height. Ok. Về các cái phần config này thì anh em có thể tham khảo thêm ở trong này nhá. Chúng ta có thêm example này. Bây giờ mình sẽ mở thêm example cho anh em xem. Nhưng example này thì khá đơn giản, không chúng ta không quan tâm. Chúng ta quan tâm đến cái example chính này thôi. Wow. Đấy, anh em thấy chưa? Thì nó làm cái transition như này thì nhìn chuyên nghiệp. Nhìn chuyên nghiệp đấy nha. Rồi. Ok. Vậy thì đây là một cái thư viện mà theo mình thấy là ổn. Tuyệt vời, có một giờ mà có thể áp dụng được ngay. Mà chúng ta cần quan tâm đấy chính là cái sáng tạo thôi, cái tính sáng tạo của anh em thôi. Ok. Nếu thì video này hay và hữu ích thì anh em hãy để lại like, chia sẻ, đăng ký kênh để nhận được thông báo của những video mới nhất nhé. Ok, xin chào anh em và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Bye bye.